Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xã thế hạnh thật, tơ hào quang minh dĩ tự nhiên, chung đảnh chí tâm quy mạng về. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Như Không, biện pháp giới hoa hiền, vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Con biết bạn Tư rồi mà không nói láo. Chính hồi nãy nè, tại đây là nổi con sen từ đây, đưa cái đầu vô tới chỉ sần đó. Bà quên đi con, bà lo buồn chuyện này chuyện kia, bà lội trên con sen mà đi. Đi ra đây ngồi đây rồi một hồi con sen tan, bà buồn mà khóc. Chứ còn không phải ai muốn gặp được. Mấy cô lên đó là trước bà mà không có gặp được, mà bà lên sau mà đi lên trên địa của quyền để gặp ông Đỗ Từ Bối. Ông rất là cao, bằng cái nắm trà đó nè, mà bề ngang vậy nè, râu ổng dài cái đầu gối nè, râu trắng tươi, tóc bạc phơ trắng tươi, mà bới của co trên này đội cái nón mũ đó con. Cái hôm nay con, ông ngộ nước đó con, tại đây ông biểu coi mà bao nhiêu người mà không kêu ai chứ đà. Cái kêu lại đây, dạ thưa, cũng phanh tay, dạ thưa ông bảo con chi. Để ông kể cho con nghe, con có duyên á, mới gặp ông đó nha. Nói dạ chỗ mà điện mùa hông này nè, không phải ai thấy đẹp mà thờ, không phải ai thấy cái đẹp mà muốn đặt tên gì đặt, không phải đâu. Từ tượng đá dưới nổi lên khắc của quyền trong họ, từ tượng đá nổi lên khắc của Hoàng Thanh Đế. Cho nên đây là cái chỗ thiên định con. Ông bà mình á, tu đắc đạo để về ở đây hết đây, chỗ của quyền nè. Cái mã của ông Cao gì đó, trên đó đó là ổng khai thác cái núi này nè. Đầu tiên ổng lên đây thì ổng tu tịnh để sáng thì qua bên của quyền, chiều qua bên Ngọc Hoàng. Thì ổng tu được mười mấy năm mà ăn lá cây uống nước suối thôi, chứ không ngoài ra không có cái gì mà ai đổ hết. Có ai biết đâu đổ. Dạ hả? Ăn lá cây uống nước suối thôi. Dạ, ăn lá cây uống nước suối mà sống mười mấy năm hầu vĩ đại hơn. Dạ. Rồi đâu có ai biết ổng ở trên này sống khổ hạnh đâu mà giúp cho ổng. Mà cũng không ai đi, rừng rú u minh không mà. Tới sau cái một đoàn của thầy đi lên đó là thấy gặp ổng, từ sau mà lại ở đây, không nói dấu gì các anh em. Tôi tìm sư học đạo. Mà bên đây thì tôi muốn chỗ thanh tịnh về tôi tu, không có ai đổ qua không và không. Chỉ ăn lầy lá cây muộn suối mười mấy năm mười. Mấy ông đó mới thấy vậy về ở dưới chợ quê mình á. Mấy vận động là mà bổn đạo của thầy, rồi bổn đạo của Phật. Rồi lên trên lên này để lâu lâu 10 năm 3 ngày lên đổ ổng ăn ngày. Vậy là ổng lừa chiều ai cho ông một mâm cơm ăn, ông ngồi ăn gì thì chặt ông làm 3 phút đó. Thì cái đoàn của mấy ông đó lên thấy ổng vậy mới khiêng đi chôn. Chị chôn đi khiêng chỗ khác không để gần, sợ ta đập má mồ, không ổng chịu. Coi như tấm mũi là 10 mấy 20 người chứ đâu ít, mà khúc này lên khúc khác rớt, khúc nọ lên khúc khác hết. Nói thôi vậy ông Cao Văn Tư cũng ở tại đây thì thôi giờ chôn nghe cái mã đó đó. Thì sau này cũng nhờ ổng thì đoàn đạo thầy đi lên trước, rồi sau này dân chúng thấy đi rồi lên trên này là có sự những màu như vậy. Từ tượng đá ở dưới nổi lên là khắc quyền cho họ, từ tượng đá ở dưới nổi lên là khắc Hoàng Thị Đế. Rồi như vậy là đoàn thầy rồi dân rồi chúng đi lên đông lắm. Vậy quán xá người ta mới thấy đi đông rồi, tên nên các quán giờ thành thảnh chỗ này là thành lập cũng nhờ ông Cao Văn Tư. Rồi làm công dân tư làm điểm thứ nhất, còn cái điểm thứ nhì ở Điện Kính như này nè. Cậu có đi chưa? Dạ có. Cậu thấy đống thương tàn ở trên Dưỡng Né Lề ha. Dạ. Nè hồi đó ông Tiều bà Tiều ở dưới Chi Tôn nè, nghèo khổ lắm, không có cơm gạo ăn mà quần giá chăm cặp. Cái Chi Thần mới kêu ông hai ông á bên trên Điện Mục Hông á đi vô chỗ 2.000 kính á lấy vàng về bán, rồi nuôi sống chứ khổ quá vậy làm sao được. Thì nghe chi tiếng chi thần kêu cho ổng này ông mừng. Sáng nay ông xách cái bao cát nhỏ dậm đi, ông đi hai ông bà hốt một bao cát về. Thì về với chị Tôn ta thấy ông này sao đi hút vàng nhiều quá. Ông mới kể là chị thần kêu ông vậy đó. Cái chuyến sau á là đi là dòng họ bà con đông quá, đông đi hốt hết sức hốt sụp. Thằng này cái này sụp chết hết trơn. Là giờ còn đóng thiên đàng đó. Cái gì ở đây á, trời Phật cho mới được, không trời Phật cho là không được đâu. Dạ. Cho nên hồi trước ở đây á, cắt dài dài theo cái mé đề đó. Mấy chục cốc, mấy chục ông thư, mấy chục bà sư. Mà công an lên đuổi trên không lo chở. Rồi á, mấy cô này mới lên trên điện mùa không. Niệm Phật cũng muốn kiếm chỗ ở chứ phải không, nhưng mà mới lên mà. Xứ lạ quê người tiền không có lấy đâu mà kiếm được chỗ ở. Chủ nghĩa của ông hai là ổng chết rồi ông hồn ổng. Cái đàn hộ phụ nữ cũng lên thẩm vấn bắt, rồi công an cũng bắt. Cái ổng nói thôi đừng có bắt để cho tôi lãnh hai cô này về đây, ở đây mấy cô này tu thật. Và rồi ổng lãnh về đây cái bằng đầu chở ở tạm ổng đi. Rồi sau mấy năm nghỉ ông sang đất mới có chùa lên đó đậu. Dạ. Chứ hồi đầu mới lên thì cũng khổ lắm. Dạ. Nhưng mà ở đây nó thật cái cậu cái gì thật cho mới được, không cho là không được. Yeah. Cũng như cái hang điện kính đó, trời ơi hốt vàng người nào nấy cả bao chết sụp chết vậy đó. Yeah, rồi mấy cái bao đó là công an lên đấy. Dạ. Yeah. Vậy là hốt cái bao, hốt vàng với bao hay bà hay. Giờ cũng như vàng miếng á. Dạ. Vàng miếng vàng cục đồ ở hang đó. Trong hang già. À giờ cũng như là ở núi này hồi đó người ta nói định vàng mà. Cho nên là dữ lắm. Còn cái bà kia kìa, bà giờ bà con ở đây, chị thần nói giờ bà lên đây khổ quá mà bà buôn bán không có tiền, thôi tôi chỉ cho bà rồi cục đá đó bà khẽ đá ngã ra là có mới vàng bà hốt rồi mà không có tham nữa nha. Rồi bà hốt lời bà nói mình lại biết nha, rồi bà hốt con buôn bán tới giờ còn sống. Ồ ghê quá bà. Dạ. Vì ở đây cái gì thật mới được, gian dối không được. Còn là ở trên Tây Ninh xuống thấy thờ năm mẹ cái bà ý bà có người hát đứng chấm lạnh rồi. Mẹ này mẹ thiên mà thổ mẹ sĩ quả nè. Sĩ hồi mỏ mà xin từ dù không ăn uống gì được hết. Ồ ghê ha. Không ăn uống gì được hết, mấy tiếng hồ. Tới hồi 8 giờ tới 12 giờ. Thì mấy cô thấy vậy mới ra đốt hương mà mẹ rồi nguyện giấy lại. Rồi mới xin bả mới xếp á. Đây. Còn mấy thằng con nít thêm, 3-4 thằng nít lên. À, bà ơi bà tu đạo gì bà? Tôi đọc Phật. Mà tu đạo Phật sập thờ năm con quỷ. Nó ê đừng nói vậy nha. Nói vậy là có lỗi đó. Thiệt mà tôi năm con quỷ liên quan năm con quỷ à. Nó hỏi nằm xà lai để bà bốn đứa đó. Ồ, linh vậy ha. Rồi là phải múc nước rồi lấy dầu cạo gió rồi xưa xin mẹ nước rồi mới ra nó uống nó mới ngồi dậy đi nổi tới chừng giờ này mới yên chứ thôi hồi mới lên. Ai cũng ra đây hết. Nhưng mà nó phải chứ mấy cậu mấy cô ở trên núi nên non á nói á, phải là mình cũng nghĩ ra cũng nhiều kinh nghiệm lắm, cũng có nhiều cái linh lắm, cái gì có mới có nó thiệt, không có là không thiệt. Cho nên mình dối không được, ở đây không dối được. Dạ. À, bà Hai cho hỏi là bà Hai nay nhiêu tuổi bà Hai? Bà 83 rồi có. Ờ dạ, 83 tuổi ha. Bà Hai ở đây bao lâu rồi bà Hai? Bà ở đây chắc mười mấy năm rồi. Ồ vậy ha. Dạ. Con ơi hồi mới lên không có miếng nước tương mắm gì ăn hết trơn. Người nhà không có. Dạ. Dạ. Rồi phải xuống lúc bà lên đây tới lúc mấy tuổi lên đây bà Hai? Hả? Lúc bà Hai lên đây là nhiêu tuổi mà lên đây? Mà năm nay chắc lên đây chắc 60 mấy mà nay tại bà 80 mấy rồi. Dạ. Là lên là lúc 20 mấy tuổi ha. 6 mấy. À 6 mấy tuổi. Dạ. À, bà Hai con nghe nói là trên núi Cấm là cái đền vàng đúng không bà Hai? Ở đây thì cái đền vàng thiệt, nhưng mà vì thần cho mấy cái lấy được, không cho không có lấy được. Yeah. Cái bà đó bà ham bà đào toàn là đá không. Yeah. Yeah. Vì ta cho mới được, con không cho không được. À, từ lúc mà mười mấy năm nay bà trên đây đó thì bà có thấy được cái điều gì nhiệm màu trên đây không bà Hai? Cái nói này là mình tu á, ăn tương không nói dối nha con. Dạ. Nói sao nói vậy. Bà lên đây á thì nó phải chứ công an thì không cho những người tu mà ở đông mà tụ tập lên mà xuống. Dạ. À, mình ở đây thiệt, nhưng mà hồi bà mới bà nằm ở trong cái trò trong miễu đó thì bà nghe một tiếng nói mà bà nhớ thiệu, bà thiệu tới giờ nha, cũng như cho mình nhớ á, Tứ Hải Nam Sơn là bốn vị thần, bốn đất vị thần á. Tứ Hải Nam Sơn hội Bắc Tiên là ngày mùng 8 các vị thần kia xuống. Ngũ Long phải thờ năm mẹ, hồi đó chưa thờ. Ngũ Long ngũ hổ, năm hổ mà nhà nước không cho thờ năm hổ. Ngũ Long ngũ hổ nhất đoàn viên là một ông trời. Nhị nhân là hai cô này, nhị nhân thất mã phò lục tướng. Tôi thiệt này sao phò chúa chứ không đi đâu. Bởi nên người tu á, lên đây ta cắt trời có khóc biết nhưng mà không ai được. Mà cái gì vậy? Không có gì rồi, trời ở cao ta thấy hết trơn con. Ai tôi thiệt tôi giả không biết chứ hả? Trời ơi, nhiều bà lên đây tha son rồi phấn này kia kia nọ, cắt tóc cũng đi trơn, không được. Vậy là phải tu thiệt mới được. Phải tu thiệt mới được. Dạ, đổ nước đi bà hai. Dạ bà thứ mấy? Dạ, thứ 6 con. Thứ 6, vậy là bà 6. Dạ, bà 6. Bà 6, vậy là trên cái miếu hai cô này là bà là trong cái hai cô trong đó hả bà 6? Hả? Cái miếu này là miếu cái này là miếu hai cô đúng không? Miếu miễu năm cô mà cái miếu hai cô. Lúc mà bà hai bà 6 lên đây là cái miễu này nó có làm chưa bà 6? Không có gì hết. Chỉ hai cô đó lên đây là có bà chủ nhà thờ cái miễu nhỏ hơn cái đó nó mày cũng mày không về thầy. Rồi lắc hơn lắc xuống ra mấy cái cô về bên nguyện giấy. Bây giờ các con ở dưới quê mà con ham bên núi vắng vẻ, con tu nhờ sự màu của linh nghiệm của ơn trên trời Phật độ con, thì ở đây nhờ các ông độ cho con tu. Con đây là con ham tu thật chứ phải không mượn danh đạo mà tạo danh đời. Mấy cụ mấy giái nguyện giái thì trường nghiệp công an làm cũng thương không mấy cô tu đi có gì về cặn trở anh em tôi giúp đỡ cho. Cái gì không phân trời Phật con, cái gì cũng không phân trời Phật, Phật độ là gì cũng được hết. Còn bà nhiều cái bà bệnh mà cậu gió trong đó, cô đó cậu gió giùm để bà bước ra có một ông lớn gì nè ha, bận bộ đồ đen hết tất trải, chắc ổng là chi thần giống ai. Con à, người ta cuối đời đó con ở đây á, bệnh hoạn con ráng đi vượt qua hết là không chết đâu con sợ, ổng là vậy đó. Rồi bắt đầu ổng vỗ vai bàn trái rồi bây giờ mà ổng mất tiêu luôn. Tại đây nè, đứng tại đây nè. Là chặn dạng đó không? Vừa 5 giờ ông nói với bà vậy rồi ông vỗ vai bàn cái về bà giờ rồi ổng mới tiêu luôn mà giờ mà không thấy ông. Dạ, con nghe nói thì ở trên vùng Nam Đông Bảy Núi này, nhất là núi Cống Thiên Cống Sơn này rất là linh thiêng và màu nhiệm. Khi lên đây thì mình cũng đi phải nói chuyện cho đàng hoàng, giải quả căn này kia rồi chứ giải quả cho cụ Huỳnh Thất Tổ, chứ đừng có nói chuyện tầm bậy tầm bạ đúng không? Con nói chuyện tầm bậy tầm bạ là phạt, không nói chuyện được. Cũng như những vừa rồi bà đã kể lại là cái cô đó nói chuyện bà là bị đó con. Với màu chỉ có con gắn bự hơn cái này vậy ha. Từ ở dưới lên bò tới trước cửa của sư cô đó. Nằm cái thanh tròn cái đưa cái mỏ đưa cái đầu lên vậy ha. Rồi có gặp quật hà đe lưỡi cái sư cô thiện giải Nam Mô Phật các ông các ngài tu ở đây. Con cũng biết vậy, con lên con tu, mấy ông cũng thương con mà vậy gia hộ cho con. Thôi giờ mấy ông xuống truyền đi, để trên này một hồi người ta bắt ông ta ăn thịt là tội lắm, còn không biết sao bên ông. Con ơi, vừa nói vậy cái ông đuổi đầu xuống em bò dí xuống truyền luôn con. Trời ơi, ông nghe thiệt lại chứ. Bà á thiệt con, hồi đó giờ mà con cái gì ra. Mà bờ lên đây á, là bà thấy con gắn đó với cái miễu này là bà tin tới giờ. Vậy còn hồi đó thì bà không tin gì ăn, ai nói gì bà cũng không tin hết. Con gắn bự không bà Sáu? Lớn vậy. Ồ, nó mua bằng góc đùi luôn hả? Sao chồng gắn nó? Rồi nó trời ơi nói vậy cái rồi tụi nghiệp cắm cái đầu lũi xuống mò ghét xuống chuyền luôn tới giờ không thấy lên nữa. Một góc đùi lắm bự lắm rồi. Bà thấy là lâu chưa? Lên mới mấy năm mà nay mười mấy 20 năm 20 năm rồi con. Là mấy chục năm chứ phải rồi lúc đó quan du lắm. Chắc là gắn thần quá hào sáo ha. Gắn thần rồi con. Bởi vì người dân trong giảng thầy có để gắn to tên gọi mãn xà đó. Ở đó. Bây giờ mình không thấy gắn to nhưng mà gắn to tên như thần ta để nó giữ là hết rồi. Để cho nào tới lúc đó tao mới ra được. Cho được ra. Nói thật với con á, này mình nói không phải là nói bằng cái miệng mà nói cho được chuyện hen. Bạn Tương, bà nói đâu phải ra đó. Dạ. Nếu bà nói giọng ngữ thì bà có tội. Thật chứ con, ai mà tu thiệt mà ở đây mà tu giả là không ở được. Chứ sao cũng khơi thằng Chí công an đủ thứ à. Công an rồi, nào là công an, rồi nào là cám dỗ của ma quỷ ở đây, những chuyện sóng gió này kia nó làm cho mình phải bỏ mình đi, mình sợ anh bỏ đi. Dạ. Rồi cô lên đây, bà Sáu lên đây là sống là mấy chục năm rồi đó hả? Giờ bà mười mấy năm, gần 20 năm mà cô 20 năm rồi đó. Bà tu theo đạo nào vậy bà Sáu? Thích Ca. Thích Ca. À, nhưng mà nói thật với con đây, đây là nói không phải là nịnh bợ ai hen, nhưng đức thầy là Thích Ca đó con. Biết sao không? Thầy Thích Ca thích bây giờ nhiều người vô mối đạo quá, thầy mới mượn lệnh của Thích Ca mà giả ra một đạo thầy để mà cứu độ chúng sanh. Dạ, dạ, thầy cũng xưng mà thầy nói ta không quên ta là đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni mà. Dạ đó. Dạ. Nên thật con á, ai mà nói động đạo thầy là bà cũng buồn lắm á. Không có nên nói vậy. Đạo nào cũng đạo, nhưng mà thật với con ha, chưa ai làm phước bằng đạo thầy chứ. Thiệt với con ha, chưa ai làm phước bằng đạo thầy hết á. Dạ, bên Hòa Hảo đó ha. Dạ, đồng Hòa Hảo đó. Dạ, Hòa Hảo làm phước mạnh lắm. Dạ. Lo làm phước không, cái gì ta cũng phước không. Bằng từ thiện tới cái miệng mà miền nước mặn đó con. Cái cầu trưởng nó lên đây mà cái miễu này tội nghiệp gì à, đem cái xe nước đem xuống dưới cho người ta uống á, nghe nó ngọt á. Mình nói chung ra nghe thật cái đạo thầy làm phước dữ lắm thôi. Dạ. Bà Sáu ơi, thì theo như bà kể thì ở ban đêm ở đây đó bà Sáu thì gió mạnh không? Gió mạnh hơn ở dưới đồng bằng mình không bà Sáu? Và có những cái hiện tượng lạ không bà Sáu? Giờ bà kể cho nghe nha, mấy năm trước á thì gió mạnh dữ lắm. Mà 2 năm nay ít gió con. Nhưng mà con ơi, mình nói phải là tin dị đoan hay con. Mình tu hành này không có mê tín. Nhưng mà mỗi khi ngọn gió mạnh con đốt 3 nhãn hương ra ngoài mẹ Quan Âm, con nguyện giái là một hồi dịu lại. Dạ, vậy đó. Dạ. Kỳ diệu vậy đó mà Sáu. Dạ. Kỳ diệu vậy đó mà Sáu. Dạ, dịu lại, dịu cũng gió vậy mà giá dịu lại. Trước mà Sáu ở đâu Sáu? Dạ, ở Tháp 10. Ở Tháp 10. Thật chứ con á, đạo nào cũng đạo, đạo nào bà cũng mến hết. Nhưng mà bà thấy đạo thầy làm phước quá trời luôn. Điếc là làm phước. Dạ, thầy dạy làm phước, thầy dạy giúp cho chúng sanh là cái việc đầu tiên. Rồi sau đó mới người ta mới ăn uống, mới tỉnh táo lại rồi mà mới độ người ta bằng pháp thí. Dạ. Bà Sáu biết giảng thầy không bà Sáu? Hả? Biết giảng thầy không bà Sáu? Con ơi, bà già rồi mà bà dốt mà không biết giảng thầy con. Mà ai đọc thì bà ham nghe lắm. Nhưng thí dụ bây giờ bà dốt á, bà không có đọc chữ nhiều, không thấy đường. Bà coi cuốn Nhật Tụng Quan Âm á, cuốn khổ bà là cuốn đó không? Bà nhớ không? Nhớ. Bà nhớ gì bà có thể đọc đoạn cho con nghe được không? Phải đọc cho bà con, cho con nghe được đoạn ngắn thôi. Con thâu giấm máy hay gì? Dạ. Thôi để bà đọc ha. Nhưng mà cúng tới đâu bà đọc tới đó ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay các cháu lên đây muốn nghe những lời kinh tiếng kệ của Đức Phật Quan Âm cứu khổ, thì con không có ích kỷ điều chi, con cũng đọc lên cho mấy cháu đều biết được cái kinh cứu khổ của mẹ Quan Âm. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật. Tối nay đây cái quên rồi. Dạ, bà Sáu, bà Sáu lớn tuổi rồi, 8 mấy tuổi. 8 mấy mà vậy là quý lắm rồi bà Sáu. Dạ. Con thấy bà còn minh mà quá rồi Sáu. Bà nhớ cái đoạn chú hay là cái đoạn chú DB hay là chú giảng sanh thì cũng được, đoạn nào cũng được. Có để bà nhớ là bà đọc cái đoạn này cho con nghe. Cái đoạn này cứu khổ mình á, mà giờ độ mình á. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại tả thế hầm thật, tơ hào quang minh dĩ tự nhiên, chung đảnh chí tâm quy mạng đề. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Như Không biện pháp giới hoa hiền. Vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Cái khúc này hay mà nó dài, nó sao tự nhiên nhớ quên ta. Em thôi bây giờ bà Sáu kể chuyện cũng được nữa, bà Sáu quên thì có gì mình đọc sau ha. Bà nhớ là bà nhớ một lần nữa. Và cái chuyện cũng được nữa, chuyện cho con cháu nghe ha. Dạ. Thôi giờ bà cái chuyện ha, có đừng quên, thôi bỏ đi ha. Để bà lên đây bà nói cho nghe. Đây này là tùy cái, chứ còn không phải ai muốn gặp được. Mấy cô lên đó là trước bà mà không có gặp được, mà bà lên sau mà đi lên trên địa của quyền lại gặp ông lão Từ Bối. Ông rất là cao bằng cái nắm gà đó nè, mà bề ngang vậy nè, râu ổng dài tới đầu gối vậy nè, râu trắng tươi, tóc cũng bạc phơ trắng tươi, mà bới của co trên này đội cái nón mũ đó con. Cái hôm nay con ông ngộ nước đó con, tại đây ông biểu coi mà bao nhiêu người mà không kêu ai kêu đà. Cái kêu lại đây, dạ thưa, cũng phanh tay, dạ thưa ông bảo con chi. Để ông kể cho con nghe, con có duyên á mới gặp ông đó nha. Nói dạ. Chỗ mà điện mùa hông này nè, không phải ai thấy đẹp mà thờ, không phải ai thấy cái đẹp mà muốn đặt tên gì đặt, không phải đâu. Từ tượng đá dưới nổi lên khắc của quyền trong họ, từ tượng đá nổi lên khắc cục hoàng thanh đế. Cho nên đây là cái chỗ thiên định con. Ông bà mình á, tu đắc đạo để về ở đây hết, đây chỗ của quyền nè. Ông bà của mình người Việt Nam á, tu đắc đạo là về đó hết á. Ông nói vậy đó, là lên trên đây là đắc đạo về đây, là nếu con cháu lên thăm ông bà là cái của quyền này, của quyền trăm họ đó, là tất cả mọi người đều là có con có cháu lên thăm thì của quyền mừng lắm. Mà của quyền đắc đạo mới được gì đây, chứ không đắc đạo không được gì đây. Ông nói vậy đó. Thì ông nói con ơi, sống không có gì bằng cái thật nha con. Nói dạ. Dù con nghèo đi cách mấy đi nữa, con tốt trong lòng con mà con tu biết làm phước làm lành, Phật không cho con đói. Ông nói vậy. Lúc nào Phật cũng thương người tu hành, lúc nào cũng thương người có đạo. Những người đó mà thiếu thật tình á, mấy người đó mới khổ nha con. Nói dạ. Rồi ông kể bà vậy, bà thì vừa chớp mắt ông mất tiêu rồi. Mà ông lớn người lắm con, cao lớn người lắm, râu dài vậy nè. Con ơi bà trời, từ nhỏ lớn lên bà nói thật với con, bà dốt. Nhưng mà cuốn sách nào mà ham mà muốn á, như cái cuốn kinh này á, bà ham á, bà đọc viết thuộc luôn. Dốt hồi đó trong thời kỳ ở trong vùng con đâu có trường học, rồi là dốt nó có học được, cho nên bà học lớn thôi à. Mà nói về cái vấn đề á, đạo đức á, bà nói thật với mấy con, bà không để thiếu đạo đức. Đó. Một ngày đó, cái bà đó bà lên bà đốn mía bà. Chồng 6 con mía rồi do bà lên bà đốn mà mía bà mà mía cao cao vậy hết à. Bà để sườn bà bơi tới cái đám trà, sao nó lũng cái sườn bà. Ló lên vậy cái nước trào, bà bơi tới cái bà gặp bà, cái bà gặp ổng, cái bà bơi vô trong bờ, bà móc một cái cục đất ra, cái bà đắp cái sườn bà tát cho bà. Chị Sáu ơi, tôi đúng biết, chị không giận tôi sao mà chị cứu tôi. Nói không cô ơi, tôi không có giận cô. Hãy tôi gặp 10 tai nạn là tôi cứu, tôi không có giận cô. Rồi có không có cô lấy cô ăn cái gì. Nói vậy. Cái từ đó tới sau là bà thương bà dữ lắm á. Với một cái chuyện này nè. Bà kể chuyện này rất là nhị màu nha. Cái bà đó đó, bà tu mà bà già, bà không con cháu gì hết á. Bà giái Phật ơi cho con xin nuôi mấy con gà đặng mà để nuôi sống nhang đèn cơm nước rồi con sống, chứ giờ con không có làm mướn làm thuê gì ai hết. Cái bà nuôi gà, cái thằng ở kế bên nó ghét bà tu á, gà bầy gà nào bắt hết bầy gà nấy, bầy gà nào bắt hết bầy gà nấy. Bắt cái bà khóc mới lại, Phật ơi Phật cứu con, chứ bây giờ người ta ghét con, gà con nuôi nhiêu người ta bắt hết nhiêu. Cái sao bữa nó bệnh con, cỡ chừng 2 năm sau nó bệnh quá trời bệnh, đi chở nhà thương bác sĩ chạy luôn. Nói cái bệnh anh á thì chở thầy đi, chứ bệnh anh vô bác sĩ không hết, họ không có biết chứng bệnh gì hết. Cái về đi vô ông thầy, nhưng mà ông thầy quá, Anh ơi, hồi xưa nay á, anh có chửi bới bà nào tu hành không? Thì bây giờ anh hãy lại bà đó đi mà anh xin cái lỗi của bà. Thì bà cứu anh hết bệnh. Cái nó về nó chực nhớ, nó phá bà, cái nó qua con. Lại bà ba ơi, con lại bà. Từ lâu nay con ghét người tu mà con phải hại phá bà. Như nay Phật phạt con bệnh quá, giờ không biết ai cứu con. Thôi vậy bà nguyện với Phật bà xin cho con đi cho hết bệnh. Bà phải làm bật hương án, hương đăng, trà quả, cây bông đồ. Bà cúng lại Phật ơi, Phật ơi, người ta người làm sát thịt, người ta cũng lầm lẫn, người ta cũng làm những điều sấy quấy. Thôi bữa nay Phật thương, tha lỗi cho người ta, ta biết ăn năn rồi Phật. Bà giá ba đêm thằng nọ hết bệnh, là nó cất cái nhà đàng hoàng, nó nuôi ba tới giờ đó. Là bà học bà với đi xe, bà học với bà nha, chúng tôi bà không có biết. Con mấy hôm trước con có đi ngang cái vồ cây quế đó, yeah. Con xém cán có một cái con rắn hổ mang bằng cái bắp dế vậy đó, dế bằng cái chuối gì nè, cái nó bò ngang mà mấy con cái cá đó, cái dọc nó bò ngang đường, mấy con không có dám chạy tới nữa, yeah. Mấy con làm gì đúng không bà sao? Sao? Mình sợ đó, mình không có dám sao, mình không dám chạy tới mình cán nó đó. Thì thưa được phước, đó, được phước con. Nó cũng con tranh mạng con người. Rồi ở đây vậy, cái thời tiết ở đây vậy rồi có những cái hiện tượng gì lạ lạ không bà Sáu, cũng như mặt trăng, mặt trời có thấy lạ lạ không bà Sáu? Ở đây thì bà nói con nghe, không có gì lạ, mặt trăng mặt trời không có gì lạ đó. Mà thí dụ những cái hình tượng gì mà nó khác lạ đó, thì con đốt hương ngoài mẹ Quan Âm, với con nguyện là bằng thẳng trở lại. Con thời gian gần đây con nghe ở bên điện Bình Long đó, có một cái anh đó, anh tình cờ anh quay được thấy cái hào quang nó hiện ở bên điện Bình Long đó. Thấy gì cái hiện tượng gì là có gì tốt không vậy bà? Hào quang tốt với con. Trời ơi con ơi, ở đây ha, cái hào quang về cây này nè, yeah. Biết nhiêu rồi, nghe chỗ mẹ Quan Âm nó xà xuống gần tới đất luôn, còn ở Miến Tiền đó đó, phóng lên hào quang ở đây dữ lắm. Nhà Tết là Tết, ngày Tết hen là ở tại đó có nổi có một cái bông sen thôi nha, cỡ mấy người vậy nè, bông sen nở lên đẹp, hết sức đẹp ơi. Tại chỗ này luôn hả bà con? Hả? Tại chỗ này luôn hả? Tại chỗ cái mía Tiền xuống ruộng đó. À. Lúc nào cũng có, lâu lâu có lần đó. Không, lâu mới có lần chứ không phải. Mà nó hiện ra vậy là nó báo, cái là cái điềm báo gì? Cái báo có đây. Cái bông sen thì cũng như chắc cái điềm báo đó là cũng do nơi cho mình biết ở đây là đất Phật. Đây nè. Bây giờ bà nói không xa nha. Cái này bà biết con ăn tư, con biết bạn tư rồi mà không có láo. Chính hồi nãy nè. Tại đây là nổi cái bông sen từ đây. Đưa cái đầu vô tới chỉ thần đó. Bà quên đi con. Bà lo buồn chuyện này chuyện kia, bà lội trên bông sen mà đi ra đây ngồi đây rồi một hồi bông sen tan, bà buồn mà khóc, mà nói Phật ơi con quên đi, con không nhớ là cái việc gì tội phước mà con lội trên bông sen đi, Phật tha lỗi con. Cái bông sen bự mà dai đít đây mà cái đầu vô tới chi thành đó đó con, hết sức bự luôn. Có nghĩa là chỉ có mình bà Sáu thấy thôi ha? Có mình bà ở đây thấy, có ai thấy. Dạ, rồi cái bà thấy mà bà đi bà không kịp đi thì là bông sen nó tàn. Không có, bà ở trong đó bà đi ra đây bà quên cái vụ bông sen đi, mà bà đậu trên cái bông sen mà đi ướt qua đây bà nói niệm Phật, cái hồi bông sen tàn là bà khóc. Tiếc ha, mình nói tiếc một cái cơ hội ha. Tiếc ha, tại sao bông sen mà mình không có niệm Phật mà mình lội trên để mình đi. Điềm báo tốt rồi. Sáu ơi, cho con hỏi là trong cái miếu này có hay người ta lên đồng lên sát luôn không Sáu? Lúc trước có, mà mấy cô nói vậy nè, cô ơi cái gì vậy, mấy cô sống thật tình đi, cứ hễ thấy gì trong mình lạ cứ niệm Phật thì những cái gian tà tan hết à. Mình đừng để lên đồng lên sát mà nói này nữa kia là không có chánh đạo. Dạ, rồi cũng phiên bả đầu dữ lắm thôi, rồi sao này cũng hết rồi, không dám lên nữa. Lên mấy cô phiên vậy rồi hết, không dám lên rồi. Chánh đạo thì còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Dạ. Cái chuyện đó mới nuôi cha mẹ mới là chánh đạo đó. Dạ. Vậy thôi, cảm ơn bà Sáu nha. Dạ. Đã chia sẻ những cái lời tốt đẹp cho bà con hiểu biết thêm về cái nhiệm màu của núi Thiên Cấm Sơn này. Dạ. Cho bà con hiểu rằng để tu hành đó bà Sáu. Dạ. Dạ, cảm ơn bà Sáu. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật.